cái giai điệu hay, quý vị vừa được chúng tôi tiếp tục chiêu đãi những bức ảnh thực sự mà tôi nghĩ rằng là nó chạm vào trái tim chúng ta, bởi vì nó giữ lại cho chúng ta những cái khoảnh khắc cuộc sống, đúng không Phi Linh? À, đó cũng chính là kết quả của những chuyến đi không chỉ có Việt Nam mà trên toàn thế giới, một cái hành trình làm nghề mà chúng tôi rất là trân quý được trò chuyện ngày hôm nay cùng với cả nhiếp ảnh gia nhà báo Trần Việt Văn, là một cây bút về văn hóa rất là sắc sảo của báo Lao Động. Một lần nữa chào mừng anh đến với Cà Phê Sáng. Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn Lê Anh. Vâng. Ngày hôm nay thì những cái bức ảnh của anh được in lại trong một cái tỷ lệ mà cũng khiêm tốn thôi, tại vì là trường quay Cà Phê Sáng thì cũng nhỏ, nhưng mà hy vọng là thật là ấm cúng để anh kể về những cái câu chuyện bằng ảnh của mình. Nhưng mà có lẽ Phí Linh cho Lê Anh khoe với khán giả một chút về anh Việt Văn. Vâng. Bởi vì thành tựu của anh mà không khoe thì thật sự tôi cảm thấy có lỗi quá. Xin mời anh. Thưa quý vị, anh Trần Việt Văn, người nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay, người đã xuất bản 8 cuốn sách, đoạt trên 100 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, tác giả Việt Nam đầu tiên 11 năm liền đoạt giải cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu, có 11 triển lãm cá nhân, trên 70 triển lãm nhóm tại châu Á, châu Âu và Mỹ, 4 giải ảnh báo chí quốc gia, 2 giải cánh diều bạc, nhiều tác phẩm được xuất bản trong các sắc ảnh tạp chí nhiếp ảnh uy tín của Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Séc, giám khảo rất nhiều cuộc thi và khách mời của nhiều chương trình truyền hình về ảnh và về xã hội. Thực sự là đọc đến đây là Lê Anh cũng cảm thấy tự hào. Cá nhân Lê Anh xin được bắt tay anh, bởi vì là gặp lại một người tuyệt vời đã quen từ cách đây hàng 30 năm, Quý Linh ạ. Vâng. Vâng. Chắc là phải để cho anh Trần Việt Văn chia sẻ cảm giác của anh như thế nào khi mà chúng tôi đọc lại một list dài những danh sách giải thưởng. Có lẽ là cái đích đến của nghề nhiếp ảnh không phải là những giải thưởng, nhưng mà nó cũng là những khoảnh khắc đáng tự hào, đúng không ạ? Đúng rồi, thật ra thì những cái đấy làm tôi gợi nhớ đến những cái hành trình, những cái kỷ niệm của tôi trong quá trình chụp ảnh, những chuyến đi, nhân vật đáng yêu của tôi và những vùng đất thú vị. Còn đúng là giải thưởng chỉ là một dòng chảy chứ không phải là dòng chủ lưu của nghệ sĩ. Vâng, 11 năm liên tiếp đoạt được giải thưởng quốc tế, đây quả thực là một cái con số ấn tượng. Anh nhớ về cái bức ảnh đầu tiên của mình đoạt giải không, và không biết là cái nguyên cớ như thế nào đã cơ duyên nào đã giúp anh chụp được cái bức ảnh đoạt giải đó? Bức ảnh đoạt giải đầu tiên của tôi là diễn ra vào năm 2000. Yeah. Khi mà tôi đến chùa Kim Liên chơi thôi, đến chùa cổ Kim Liên và tình cờ thấy hình ảnh Tây Hồ, đúng rồi. Tình cờ thấy ảnh là một cái nữ du khách người Australia, tôi hỏi chuyện, xin phép trước khi chụp ảnh. Thì bà ta đang, tức là cô ấy đang chắp tay thành kính lễ Phật, và đằng trước mặt bà ta lại là người phụ nữ Việt Nam mặc áo nô sồng. Tự nhiên là hai người dân tộc khác nhau, vùng đất khác nhau cùng chia sẻ một niềm tin tôn giáo. Hay quá. Là không gian rất là... Đấy là bức ảnh quốc tế đầu tiên mà anh đoạt giải. Đúng rồi, đó là bức ảnh đoạt giải châu Á Thái Bình Dương. Khi mà anh nói chuyện thì tôi, Phi Linh lại đang tiếp tục ngắm ảnh của anh. Tôi thấy có bức ảnh chắp tay ở đây. Rồi. Thì liệu nó có liên quan gì đến cái dòng sáng tác ảnh về tâm linh hay là về cái đề tài đó không? Dạ, cảm ơn anh Lê Anh. Thực ra cái này là rất là nhạy cảm, bởi vì đây là một cái bức ảnh mà tôi nghĩ rằng là một cái bức ảnh nằm trong cái dòng chảy một cái dự án lớn của tôi là Đạo và Đời. Diễn ra rất nhiều năm, về cuộc sống các nhà sư, về câu chuyện về những cái ứng xử tâm linh con người, về đời sống tâm linh. Thì trong đó đây là bức ảnh chụp bà già chùa Hương, một cái hình ảnh mà thành kính chắp tay. Nhưng tôi thú vị ở bức ảnh này, đó là bức ảnh là bà già, thật ra là bà già bị mù ở chùa Hương. Vâng. Và khi đó bà ta cầu nguyện cho cuộc sống của gia đình cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không cầu nguyện cho bà ấy, mà lại cầu nguyện cho cuộc sống gia đình được tốt đẹp hơn. Vâng. Rất ấn tượng cái bức ảnh, bởi vì nó mang chất là đôi khi nó vượt ra khỏi cái biên giới Việt Nam. Mang tính quốc tịch, bởi vì người đàn bà này người ta có thể hiểu là người đàn bà châu Phi cũng được, châu Á cũng được, vì nó là bị che mặt. Vâng, thật là tuyệt vời. Khi mà anh nói thì em mới biết là bà là một nhân vật mà bị khiếm thị. Chúng ta nhìn thấy rõ những cái nét khắc khổ vất vả, và có thể là cả tuổi tác, năm tháng đã đi qua ở cái đôi tay này. Đã. Nhưng mà cái sự thành kính, cái niềm mơ ước về một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì nó hiện diện ở trong bức ảnh này. Và có lẽ cũng cần một niềm tin. Vâng, đúng rồi. Và có rất là nhiều bức ảnh khác mà anh mang đến Cà Phê Sáng nữa, anh có thể giới thiệu một chút được không? Còn là ví dụ như là bức ảnh này, là bức ảnh... Bức ảnh này là bức ảnh của về Lê Minh Châu, là một cái nhân vật rất đặc biệt. Bởi vì Lê Minh Châu là một cái người mà là nạn nhân chất độc màu da cam. Vâng. Tuy nhiên đã vượt lên khỏi những cái thế hệ, những cái bạn bị cùng cảnh ngộ đó. Vâng. Và trở thành một họa sĩ giỏi. Vâng. Và đã có tranh của bảy Liên Hiệp Quốc. Vâng. Trong một cái hội nghị Liên Hiệp Quốc. Vâng. Tôi nghĩ rằng đây là bức ảnh tôi nghĩ rất là thú vị. Vâng. Châu là một nhân vật mà tôi đã tiếp cận, mà tôi đã đi cùng với nhân vật Châu đi từ thiện ở Bình Thuận. Vâng. Sau đó đi ngủ ở nhà Châu. Và chính trong quá trình đây thì tôi chụp được bức ảnh này. Vâng. Hình như là trong trường quay còn một cái bức ảnh khác về họa sĩ Lê Minh Châu, hình như ở khu vực bên này đúng không ạ? Chắc là tôi đang muốn nhìn xem này. Đây bức ảnh này. Đây bức ảnh này. Vâng. Đây là bức ảnh mà tôi chụp Châu khi mà, nhưng mà các bạn thấy là tay chân Châu rất là yếu. Vâng. Và rõ ràng là Châu đã phải dùng miệng để cầm ngập bút để vẽ, luyện tập rất là nhiều. Châu luyện tập rất nhiều để có thể là dùng miệng để vẽ bức ảnh tranh này. Vâng. Thì bức tranh này tôi chụp khi ở nhà Châu. Vâng. Trong cái buổi trưa hè nắng nóng. Vâng. Như thế. Cũng có một cái kỷ niệm của cá nhân Phí Linh với họa sĩ Lê Minh Châu, đấy là anh cũng là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice 2017. Và khi mà nhìn những hình ảnh này ấy, thì rõ ràng là mình không nhìn thấy một nhân vật khuyết tật.
Hay là nhìn bức ảnh này mình cũng không nhìn thấy một người phụ nữ bị mù. Cái góc máy của anh đặt để như thế nào và anh phải quan sát mất thời gian như thế nào, hay nó là những cái may mắn nó rơi xuống ở trong đúng cái khoảnh khắc đó? Tôi nghĩ rằng đó là quan trọng điểm nhìn của người chụp ảnh. Tức là tôi không muốn mô tả một cái người khuyết tật, một cái người khiếm thị với tất cả, với để ra thương cảm. Còn tôi quan trọng là ý chí người ta vươn lên, cảm hứng của người ta. Thì Châu là một người truyền cảm hứng, đúng như là chị Thùy Linh nói và anh Lê Anh nói. Tức là một người truyền cảm hứng cho người khác bằng cái nghị lực sáng tạo của mình, bằng cái nỗ lực của mình vươn lên truyền cảm hứng. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là đến đây thì có lẽ tôi cũng bắt được một cái điều mà tôi đang định hỏi anh Văn, là cái điều gì quan trọng nhất theo anh ấy sau gần ấy năm tạo nên cái sự thành công của bức ảnh của anh, thì có phải là nó là cái điểm nhìn của chính cái người sáng tác không anh? Tôi nghĩ rằng điểm nhìn người sáng tác và điều quan trọng nhất là mình chân thành với cảm xúc của mình, mình tôn trọng nhân vật. Còn đề tài thì ở khắp mọi nơi. Đề tài tôi nghĩ là khá bất đề thật. Và nếu không có Châu thì cũng sẽ có những người khác truyền cảm hứng cho anh. Đúng như thế. Bây giờ thì anh có thể thấy rằng là nếu điểm danh lại thì có biết bao nhiêu nhân vật đã truyền cảm hứng cho anh rồi, có đếm được không anh? Tôi nghĩ rằng đếm rất là khó, nhưng mà vì tôi có những dự án lớn. Tôi nói ví dụ như dự án là Đạo và Đời. Một dự án Tướng Trận Thời Bình. Cái gì ạ? Tướng Trận Thời Bình. Tướng Trận Thời Bình. Về những vị tướng ở nhiều binh chủng khác nhau. Tôi đã chụp 12 vị tướng, sau đó tăng lên các binh chủng Hải Lục Không Quân. Để nói về những anh hùng của Việt Nam. Đây, ta nhìn thấy những vị tướng ở đây. Đấy, trong đó có một cái hình ảnh là rất đây là thiếu tướng Nguyễn Đức Huy. Và đây là cái hình ảnh rất là tôi xúc động, bởi vì tôi chụp ảnh cái tướng Huy xúc động là trước cái mộ liệt sĩ ở nghĩa trang. Và rõ ràng ở đây có thể thấy rằng là khi mà tướng Huy khóc thì đằng sau cái bàn tay đỡ là tình đồng đội. Tôi muốn nhấn mạnh cái tình đồng đội của người lính trong chiến tranh, nó trải qua nhiều thế hệ. Và đấy là một tình cảm cao quý. Rồi những cái bộ ảnh khác, ví dụ như là bộ ảnh truyền cảm hứng như là Châu và Đào Thu Hương. Đào Thu Hương là cô gái khiếm thị Việt Nam thứ nhất làm việc ở Liên Hợp Quốc. Thì đây là những cái bộ dự án về những người truyền cảm hứng. Có những dự án khác về những nghệ nhân thủ công, và trong đó có một đặc biệt là có một dự án về mẹ tôi. Bởi vì tôi khi chụp rất nhiều người rồi, toàn câu hỏi là tại sao mình không chụp chính người thân của mình. Nó vừa dễ vừa khó. Thế anh có cơ hội để chụp những người thân của mình không? Chắc là không thể nào không có những cái bức ảnh về những người thân của mình. À đấy, tôi có, như thở lại câu chuyện, tôi có cái dự án về mẹ tôi. Tức là khi mà bà nằm trên giường bệnh rất là ốm, thậm chí hối là bà không thể đi lại được. Thì tôi quyết định là chụp bức ảnh đó để ghi lại những cái khoảnh khắc hiện hữu, không chỉ bằng trong tâm trí của mình, bằng hiện hữu. Và khi chụp đó thì tôi phát hiện ra rằng rất nhiều điều thú vị mà tôi chưa biết về bà. Kể cả những bức thư của bố tôi gửi cho bà. Bố tôi là nhà nghiên cứu sân khấu Trần Việt Ngữ. Còn mẹ tôi là phó sư tiến sĩ Lê Thị Đức Hạnh. Thì tôi lại thấy rằng là hóa ra ngày xưa ông rất lãng mạn, đi bộ đội, cũng có thời gian đi bộ đội, mới viết thư cho bà. Những bức thư tình thì bà giữ. Thứ hai là bà đặc biệt là có bà còn chiếc áo dài màu hồng là mặc ngày cưới năm 65. Bà vẫn giữ rất kỷ niệm rất là chân quý. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái, và qua cái chụp ảnh đó tôi mới hiểu rằng là con người hiểu nhau hơn. Tôi hiểu mẹ tôi hơn và mẹ tôi cũng là hiểu tôi hơn. Và tất cả những cái bức ảnh đó đã được gom góp lại là một triển lãm quốc tế đầu tiên của anh. Không, bức ảnh đó là được in sách. Đó là một cuốn sách về mẹ tôi. Và sau đó là bức ảnh đó được, điều thú vị là cái bức ảnh, cái triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi ở nước ngoài là chính là triển lãm về mẹ tôi ở Hy Lạp. Tôi đã từng nhìn cái ảnh đó của anh rồi. Đây, đây, đúng đây, vâng. Đây là một cái bức ảnh mà... cho khán giả một chút ạ. Dạ, vâng. Đây là cái bức ảnh mà rõ ràng là tôi chụp mẹ tôi trong cái bộ ảnh về mẹ tôi, cái dự án ảnh mẹ tôi, rất nhiều bức. Thì trong đó đây là cái bức ảnh mà bà năm 20 tuổi. Và đây là cái hình ảnh là bà 90 tuổi. Hiện nay bà 90 tuổi rồi. Thì tôi muốn so sánh một cái ảnh mới nhất tôi chụp. Có trong cái dự án rất nhiều ảnh, và dự án kéo dài bắt đầu từ năm 2016 và vẫn kéo dài đến ngày nay. Thì đó là cái bức ảnh mà tôi rất là thích. Thì là hai thể hiện cái hai trạng thái cảm xúc khác nhau, và gương mặt nếu bạn nhìn thấy đôi mắt vẫn có điểm tương đồng. Cứ theo thời gian nó là như dòng chảy cuộc đời. Đúng là rất là đẹp. Và cái góc đôi mắt khi mà một người đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời thì lại không phải là đôi mắt được chụp chính diện. Có rất là nhiều những cái thứ mà có thể bình bán và có thể suy niệm từ những bức ảnh của anh. Ngày hôm nay thì các biên tập của Cà Phê Sáng cũng đã đưa ra một cái lời gợi ý. Đấy là anh, cũng không biết là gợi ý hay là thử thách nữa. Đấy là anh Việt Văn sẽ phải dùng thiết bị nhỏ hơn so với chiếc máy ảnh quen thuộc của mình. Đấy là những chiếc điện thoại cầm tay. Để mà chụp hình công việc của các biên tập viên Cà Phê Sáng. Và hình như MC chương trình được lên hình ngay sau đây ấy. Hy vọng là có chưa? Ngay lập tức. Thực ra thì tôi đã chụp cái lúc các bạn đang ấy rồi. Đây chính là bức ảnh mà anh Việt Văn đã tác nghiệp trong một vài phút trước phải không ạ? Đúng rồi. Sau đó có bức ảnh của Lê Anh, có lấy ảnh Lê Anh riêng. Và sau đó cả hai người. Các bạn cứ cho luân chuyển ảnh đi. Không biết là có được lên nhiều không? Mình vinh dự quá được có một cái góc nhìn. Thật ra ở đây trong đây cái ý tưởng của tôi là tôi muốn diễn tả là trong một cái câu chuyện ảnh đôi khi mình có những cái sự khác biệt, từng cú sót khác nhau. Ví dụ cái đầu tiên là bấm Thùy Linh, người ta bấm Lê Anh. Và sau đó cái thứ ba là cộng hai người lại. Thì mỗi xem nó tưởng tượng một cách khác, người ta tưởng là Thùy Linh diễn một mình.
Sau đó lại tưởng là anh dẫn một mình. Xong cuối cùng người ta nhưng khi hóa ra là hai người cùng dẫn. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự lưỡi ý một chút xíu thôi, vui vẻ một chút để cho nó là khi làm bộ ảnh thì phải lưu ý những cái học trò Lê Anh đã có thể biến ngay cái bài của thầy Việt Văn thành một cái bài như thế này. Trong một nhóm ta sẽ chụp riêng từng người, chúng ta ghép vào nhau kể từ chuyện đấy, kỹ xảo luôn anh. Cảm ơn nhà báo Việt Văn rất là nhiều vì đã đến đây chia sẻ với Cà Phê Sáng. Những cái thông tin mà anh mang đến cho chúng tôi có lẽ là rất là nhiều những quý vị khán giả sẽ quan tâm là những dự án mới của anh sẽ là gì và đằng sau đây là chính là cái dự án đấy đúng không ạ? Đây là một dự án về con người với môi trường, nhưng ngoài ra là có một dự án nữa tôi cũng rất thú vị, đó là nghệ nhân làm bằng tay, nghệ nhân thủ công. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái trong thời đại công nghiệp số hiện nay thì cái việc những nghệ nhân làm bằng tay rất là quý. Xin phép được đón nhận những cái tác phẩm mới của anh trong thời gian tiếp theo. Và nói tóm lại là anh vẫn cứ là một trong những cái tượng đài của cái nhóm nghệ sĩ sáng tác ảnh từ cuộc sống, và chúng tôi thực sự là trân trọng với tất cả các tổ cả một khán giả của chương trình của bà của anh. Vâng.